Xin chào các em. Như vậy là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 đã kết thúc, và để phục vụ cho kỳ thi năm 2019, thầy cùng với trung tâm tuyển sinh 247 đã biên soạn ra đề minh họa môn địa lý với cái nội dung đề thi bao gồm cả 3 khối kiến thức của địa lý 10, đó là địa lý đại cương, địa lý 11, địa lý khu vực quốc gia, và địa lý 12 đó là địa lý Việt Nam. Thì hôm nay thầy sẽ cùng các em đi giải đáp và đi phân tích đề thi này để xem là sẽ có những nội dung, những đơn vị kiến thức nào và sẽ được giải đáp ra làm sao, thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu trong bài ngày hôm nay. Chúng ta có câu hỏi đầu tiên là câu hỏi 41. Nguyên nhân sinh ra hiện tượng ngày đêm luân phiên trên trái đất là do là A, trục trái đất luôn nghiêng một góc 66 độ 33 phút, B là trái đất tự quay quanh trục, C là dạng hình cầu của trái đất, và D là trái đất quay từ Tây sang Đông. Như vậy thì khi đọc câu hỏi lên, các em có thể nhận diện được đây là một cái đơn vị kiến thức nằm trong chương trình địa lý 10, và phần là phần địa lý tự nhiên đại cương, phần hệ quả vận động của trái đất. Trái đất có hai vận động chính, đó là vận động tự quay quanh trục và vận động tịnh tiến xung quanh mặt trời. Và người ta đang hỏi đây là nguyên nhân sinh ra hiện tượng ngày đêm luân phiên, như vậy nó sẽ là hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục. Và chúng ta sẽ lựa chọn đáp án của nó, đó là đáp án B, trái đất tự quay quanh trục. Vì trái đất tự quay quanh trục nên lần lượt sẽ có từng bán cầu hướng về phía mặt trời rồi lại khuất sau mặt trời, tạo ra hiện tượng ngày đêm luân phiên. Như vậy chúng ta có một câu hỏi nằm trong chương trình địa lý lớp 10. Câu 42, tác động của khí hậu nhiệt đới gió mùa tới vùng núi đá vôi được thể hiện là A là bào mòn lớp đất trên mặt tạo nên đất xám bạc màu, B là tạo nên các hẻm vực, khe sâu, sườn dốc, C là làm bề mặt địa hình bị cắt xẻ mạnh, và D là tạo nên các hang động, caster, suối cạn, thung khô. Thì như vậy đây là câu hỏi nằm trong phần địa lý tự nhiên Việt Nam. Về phần địa hình Việt Nam, chúng ta có đây là phần địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. Và người ta hỏi là ở vùng núi đá vôi thì sẽ có cái dạng địa hình nào? Và chúng ta có thể trả lời được câu hỏi này, đó là đáp án D, tạo nên các hang động caster, suối cạn, thung khô. Vì Việt Nam có vùng núi đá vôi với cái khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, và nước sẽ hòa tan đá vôi ra tạo ra các dạng địa hình caster, đó là các hang động caster. Chúng ta có khối núi đá vôi Quảng Bình này, có rất là nhiều những cái khối núi đá vôi ở miền Bắc có các cái dạng địa hình caster. Câu 43, chúng ta có đây là Đông Nam Bộ có giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước, nguyên nhân chính là do A là vùng có cơ sở hạ tầng hoàn thiện bậc nhất, có các khu công nghiệp và thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài, B là có các loại tài nguyên thiên nhiên chiến lược của cả nước, vị trí địa lý thuận lợi cho giao thông trong nước và quốc tế bằng đường bộ và đường biển, C là hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp cả về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và điều kiện kinh tế xã hội, D là thị trường tiêu thụ lớn, dân cư lao động có trình độ cao hàng đầu cả nước, có thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thì như vậy đây là một câu hỏi có cái mức độ là vận dụng thấp, vận dụng những kiến thức được học về điều kiện phát triển kinh tế xã hội của vùng Đông Nam Bộ để giải thích cho việc là tại sao Đông Nam Bộ có tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất cả nước, mà ở đây là 55,6% của năm 2005. Và chúng ta có 4 đáp án như vậy, thì các em sẽ thấy là cả đáp án A, đáp án B, đáp án D đều là những cái nguyên nhân nhỏ, đều là những cái giải thích nhỏ trong một cái đáp án C là đầy đủ nhất. Đó là vì vùng Đông Nam Bộ hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp cả về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và điều kiện kinh tế xã hội. Đông Nam Bộ có cái vị trí rất là đắc địa, khi mà phía Bắc của nó thì giáp với Tây Nguyên là vùng chuyên canh cây công nghiệp số 2 của cả nước. Phía Nam thì giáp với vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lương thực thực phẩm số 1 của cả nước. Giáp với Campuchia ở phía Tây Bắc và giáp với Biển Đông ở phía Đông Nam. Thì như vậy thì Đông Nam Bộ là cái vùng có cái điều kiện để mà giao lưu với cả trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ và đường biển. Chúng ta có Thành phố Hồ Chí Minh thì trước đây được ví như là hòn ngọc của Viễn Đông, đúng không nào? Như vậy thì vị trí địa lý rất là đắc địa này. Thứ hai nữa là Đông Nam Bộ lại có những cái loại tài nguyên chiến lược, mà đây đó là đây là cái vùng duy nhất của Việt Nam khai thác được nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt, đúng không nào? Chúng ta có dầu khí tập trung ở thềm lục địa phía Nam và đều khai thác tại vùng này. Thêm vào nữa thì Đông Nam Bộ còn là cái vùng có cái hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật cho các ngành kinh tế vào loại hoàn thiện bậc nhất cả nước. Và nơi đây thì thu hút đông dân cư lao động và
những cái người lao động ở đây thì đều có trình độ chuyên môn cao. Vùng này có cái thị trường tiêu thụ rộng lớn, trong nội vùng đó là 12 triệu dân theo số liệu của năm 2006, và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long ở phía Nam cũng là 17,4 triệu dân. Thêm vào nữa thì nó lại gần với cái tuyến đường hàng hải, hàng không quốc tế, rất thuận lợi cho việc là buôn bán, trao đổi hàng hóa với các nước. Thì như vậy đáp án C là cái đáp án đầy đủ nhất để có thể trả lời cho câu 43, đó là Đông Nam Bộ có giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước. Nguyên nhân là do vùng này hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi cho sản xuất. Đó là vị trí địa lý này, có những cái nguồn tài nguyên chiến lược và có các điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi, đúng không nào? Chúng ta cùng tiếp với câu 44. Đó là đồng bằng Đông Bắc và Hoa Bắc của Trung Quốc trồng nhiều lúa mì, ngô, củ cải đường là do A là dân cư lao động đông đúc thuận lợi cho trồng lúa mì, ngô, củ cải đường. B là điều kiện tự nhiên cho phép sản xuất các loại lúa mì, ngô, củ cải đường. C là thói quen sử dụng tiêu dùng sử dụng nhiều lúa mì, ngô, củ cải đường. Và D là nền kinh tế còn chậm phát triển, chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính. Đây là một cái đơn vị kiến thức địa lý 11 trong bài Kinh tế Trung Quốc. Và chúng ta có thể thấy là nông nghiệp Trung Quốc thì miền Bắc Trung Quốc trồng nhiều lúa mì, ngô, củ cải đường, trong khi miền Nam Trung Quốc lại là trồng lúa gạo, trồng chè, trồng bông, trồng mía. Thì như vậy cái sự khác nhau này có thể giải thích đó là do cái điều kiện tự nhiên khác nhau. Ở miền Bắc Trung Quốc, ở phần miền Đông của Trung Quốc, miền Đông Bắc Trung Quốc thì có cái khí hậu là ôn đới gió mùa, trong khi phần phía Nam của Trung Quốc, phía Nam của miền Đông Trung Quốc lại là khí hậu cận nhiệt gió mùa. Và cái điều kiện ôn đới gió mùa ở Đông Bắc của Trung Quốc thì thuận lợi cho cây lúa mì. Những cái đáp án như là A, đáp án C, đáp án D đều là những cái đáp án không chính xác. Ví dụ đáp án A thì dân cư và lao động đông đúc thì miền Nam Trung Quốc còn đông dân hơn là miền Bắc của Trung Quốc, đúng không nào? Thói quen tiêu dùng sử dụng nhiều lúa mì, ngô, củ cải đường thì những cái đây đều là những cái loại nông sản rất là phổ biến trên toàn thế giới chứ không chỉ riêng ở Trung Quốc. D là nền kinh tế còn chậm phát triển thì chúng ta thấy là miền Đông Bắc Trung Quốc có thủ đô Bắc Kinh, như vậy thì không thể nào có cái nền kinh tế chậm phát triển được. Nên đáp án chính xác nhất ở đây đó là đáp án B, điều kiện tự nhiên cho phép Trung Quốc sản xuất các loại miền Đông Bắc của Trung Quốc, cái đồng bằng Đông Bắc và đồng bằng Hoa Bắc sản xuất các loại lúa mì, ngô, củ cải đường. Và chúng ta có thể nhớ luôn là điều kiện tự nhiên luôn luôn là cái điều kiện tiên quyết cho các hoạt động sản xuất. Nào, câu 45, vùng chuyên canh cây cà phê lớn nhất nước ta là A là Trung Du miền Bắc Bộ, B là Đông Nam Bộ, C là Bắc Trung Bộ và D là Tây Nguyên. Thì đây là một cái đơn vị kiến thức nằm trong phần vùng kinh tế. Và chúng ta có thể trả lời được ở đáp án ở câu hỏi này là vùng chuyên canh cây cà phê lớn nhất đó là vùng Tây Nguyên, đúng không nào? Tây Nguyên là vùng chuyên canh cây cà phê số 1, có diện tích cây cà phê số 1 cả nước và lớn nhất là tỉnh Đắk Lắk. Trong khi đó Đông Nam Bộ thì lại là vùng trồng nhiều cây cao su nhất của cả nước, đúng không nào? Trung Du miền Bắc Bộ là vùng trồng nhiều cây chè nhất, còn Bắc Trung Bộ là vùng trồng nhiều lạc nhất của cả nước. Chúng ta có nhắc lại một vài những cái kiến thức đã học trong phần các cái loại cây trồng, ngành trồng trọt của Việt Nam. Câu 46 đó là một câu hỏi liên quan đến kỹ năng. Là chúng ta có một cái bảng số liệu đó là sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản của nước ta trong giai đoạn 2005-2012. Bốn mốc năm với những cái đơn với cái nội dung đó là sản lượng thủy sản và giá trị sản xuất thủy sản. Trong sản lượng thủy sản thì lại chia ra thành hai ngành, đó là ngành khai thác và ngành nuôi trồng. Thì bây giờ người ta yêu cầu là nhận định nào sau đây không đúng về tình hình sản xuất thủy sản của nước ta giai đoạn 2005-2012. Chúng ta có bốn cái đáp án, đó là sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng đều tăng, thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác. B là sản lượng thủy sản và giá trị sản xuất thủy sản đều tăng, sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng chậm hơn sản lượng hơn thủy sản khai thác. C là giá trị sản xuất thủy sản tăng liên tục và tăng nhanh. D là tổng sản lượng thủy sản tăng liên tục và tăng nhanh. Và nếu như theo bảng số liệu này thì chúng ta có thể lựa chọn ở đáp án đây là đáp án B, sản lượng thủy sản và giá trị sản xuất thủy sản đều tăng là đúng, nhưng sản lượng thủy sản nuôi trồng thì lại tăng nhanh hơn sản lượng thủy sản khai thác. Các em thấy đây là khai thác tăng từ 1987,9 lên 2705,4 nghìn tấn, trong khi đó nuôi trồng thì tăng từ 1479,9 nghìn tấn lên đến 3115,3 nghìn tấn. Như vậy là nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác chứ không phải là khai thác tăng nhanh nuôi trồng. Và người ta đang hỏi đây là nhận định nào không đúng, thì như vậy chúng ta có thể lựa chọn được ở đây đó là đáp án B nào. Câu 47 nào, chúng ta có điều kiện thuận lợi nhất cho đánh bắt thủy hải sản ở duyên hải Nam Trung Bộ là A là ngoài khơi có nhiều đảo quần đảo và các dạng đá san hô là nơi cá sinh sản,
B là thời tiết khá ổn định, ít chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và bão. C là tất cả các tỉnh đều giáp biển có nhiều bãi cá, bãi tôm và các loại hải sản khác. D là ven biển có nhiều vũng vịnh sâu kín gió để xây dựng cảng cá. Thì như vậy là đây là một câu hỏi nằm trong phần vùng kinh tế trong chương trình lớp 12, đúng nào? Và chúng ta có thể thấy là người ta đang hỏi cái điều kiện để phát triển nghề cá ở Duyên Nam Trung Bộ, và theo kiến thức đã được học, một cái câu hỏi thuộc cái mức độ nhận biết thôi, thì chúng ta có thể trả lời được đó là vì duyên hải Nam Trung Bộ tất cả các tỉnh đều giáp biển và có nhiều bãi cá, bãi tôm và các loại hải sản khác, nên là vùng này có cái điều kiện thuận lợi để đánh bắt thủy hải sản. Đúng nào, chúng ta có tất cả 8 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đều giáp với biển này. Thứ hai nữa, nó có những cái ngư trường trọng điểm như là ngư trường Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu, ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, thì đó là cái điều kiện thuận lợi nhất để đánh bắt thủy sản ở duyên hải Nam Trung Bộ. Câu 48 là khó khăn lớn nhất trong việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là: A là mùa khô kéo dài và sâu sắc, thiếu nước tưới nghiêm trọng. B là lao động thiếu kinh nghiệm trong sản xuất cây công nghiệp lâu năm. C là giao thông vận tải còn chưa phát triển. Và D là mạng lưới cơ sở chế biến sản phẩm cây công nghiệp chưa rộng khắp. Và chúng ta có thể thấy đây là một cái nội dung nằm trong phần vùng kinh tế. Bài đây là bài Tây Nguyên, và chúng ta thấy là cái khó khăn trong sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên đó là mùa khô kéo rất là dài, mùa khô từ 4 đến 5 tháng. Mà đây lại là vùng chuyên canh cây công nghiệp số 2 cả nước, với những các loại cây công nghiệp nhiệt đới như là cây cà phê này, cây điều này. Và chúng thì là những loại cây cần rất là nhiều nước tưới. Thì như vậy, khó khăn lớn nhất trong phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên sẽ là đáp án A, mùa khô kéo dài và sâu sắc, thiếu nước tưới nghiêm trọng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo là câu 49, một câu hỏi liên quan đến Atlas Địa lý Việt Nam, đó là: căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 15, nhận xét nào sau đây là không đúng về dân số phân theo thành thị và nông thôn ở nước ta? A là tỷ trọng dân số nông thôn cao và có xu hướng ngày càng tăng. B là tỷ trọng dân số nông thôn cao và có xu hướng ngày càng giảm. C là quy mô dân số nông thôn luôn cao hơn dân số thành thị. Và D là tỷ trọng dân số thành thị thấp và có xu hướng ngày càng tăng. Như vậy thì chúng ta sẽ phải mở Atlas Địa lý trang 15 ra và nhìn vào bản đồ dân số Việt Nam qua các năm từ năm 2000 đến 2007, nằm ở góc phía trên bên tay phải, góc đông bắc của tờ bản đồ. Nào, và dựa vào cái biểu đồ đó, chúng ta có dân thành thị làm được chú giải là màu hồng này, dân nông thôn được chú giải là màu vàng. Và chúng ta thấy đáp án không chính xác về dân số thành thị nông thôn ở nước ta đó là tỷ trọng dân số nông thôn cao và có xu hướng ngày càng tăng. Đáp án A. Câu 50, đặc điểm không đúng về ngành công nghiệp trọng điểm. A là có thế mạnh lâu dài cả về tự nhiên và kinh tế xã hội. B là sử dụng nhiều loại tài nguyên thiên nhiên với quy mô lớn. C là mang lại hiệu quả kinh tế cao, chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp. D là thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển. Chúng ta thấy đây là một cái câu hỏi nằm trong phần ngành kinh tế trong chương trình lớp 12, đúng không nào? Bài công nghiệp. Và lúc này chúng ta sẽ phải nhớ được cái khái niệm thế nào là ngành công trọng điểm. Sách giáo khoa đã viết rất rõ là gì nào? Công nghiệp trọng điểm là ngành có thế mạnh lâu dài, đem lại hiệu quả kinh tế cao và tác động tới các ngành kinh tế khác. Như vậy thì ở đây có cái đáp án, đó là đáp án B, sử dụng nhiều loại tài nguyên thiên nhiên với quy mô lớn là đáp án không chính xác khi nói về ngành công nghiệp trọng điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 51, đó là căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất trên 1.000 MW. A là Phả Lại Phú Mỹ Cà Mau, B là Hòa Bình Phả Lại Phú Mỹ, C là Phả Lại Phú Mỹ Trà Nóc, D là Bà Rịa Phả Lại Uông Bí. Thì như vậy chúng ta có thể loại ngay đi đáp án B, bởi vì đáp án B có nhà máy thủy điện Hòa Bình. Và người ta đã hỏi đây là nhà máy nhiệt điện, thì như vậy chúng ta sẽ tra cái ký hiệu trong Atlas trang 22. Và chúng ta thấy là ngôi sao 6 cánh đỏ to thì được chú giải là trên 1.000 MW, ngôi sao 6 cánh đỏ nhỏ được chú giải là dưới 1.000 MW. Và tra ra thì các em sẽ có đáp án, đó là đáp án A, Phả Lại Phú Mỹ và Cà Mau. Câu 52 là nhóm cây trồng chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu ngành trồng trọt của nước ta là A là cây công nghiệp, B là cây rau đậu, C là cây lương thực, D là cây ăn quả. Đây là một cái đơn vị kiến thức nằm trong bài nông nghiệp thuộc chương trình điểm lớp 12. Và chúng ta có thể trả lời theo kiến thức đã được học, theo những gì đã được học, đó là đáp án C, cây lương thực. Cây lương thực vẫn chiếm 59,2% trong cơ cấu ngành trồng trọt của nước ta theo số liệu của năm 2005. Câu 53 là các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của nước ta là A là sản phẩm công nghiệp ô tô, xe máy và điện tử dân dụng, B là khoáng sản công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp và nông lâm thủy sản, C là sản phẩm luyện kim cơ khí và D là máy móc thiết bị toàn bộ. Thì như vậy chúng ta có hai cái kênh thông tin ở đây. Một là chúng ta có thể dựa vào kiến thức đã được học trong bài thương mại, phần là ngành ngoại thương, và chúng ta đi tìm về cái mặt hàng xuất khẩu của nước ta.
Hoặc là chúng ta có thể sử dụng Atlas Việt Nam trang 24, trang thương mại, và chúng ta có biểu đồ tròn nói về cái cơ cấu giá trị hàng xuất nhập khẩu của nước ta. Và lúc này chúng ta có thể lựa chọn được là đáp án B, khoáng sản, công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp và nông lâm thủy sản. Hướng tư duy ở đây là gì? Đó là các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của nước ta. Thì đầu tiên các em phải nghĩ là nước ta là một nước nông nghiệp, như vậy thì cái sản phẩm xuất khẩu của nước ta sẽ phải có đó là nhóm ngành nông lâm thủy sản. Thêm vào nữa là cái công nghệ chế biến của Việt Nam còn lạc hậu, còn chưa được tiên tiến. Thì như vậy là những cái loại tài nguyên khai thác lên thì thường được là xuất thô, bán thô. Và thêm vào nữa là nước ta là một nước đông dân, rất là thuận lợi cho việc phát triển những cái ngành liên quan đến công nghiệp chế biến, có thể là chế biến nước từ thực phẩm, có thể là sản xuất tiêu dùng. Thì như vậy là đáp án B sẽ là đáp án phù hợp nhất trong câu hỏi 53 này. Câu hỏi số 54 là một câu hỏi liên quan đến phần thực hành nào. Chúng ta có kỹ năng địa lý nào, cho bảng số liệu là sản lượng lúa và ngô của cả nước ở giai đoạn 2000-2015, đơn vị là 1000 tấn, và chúng ta có 4 mốc năm 2000-2005-2010 và 2015. Người ta hỏi là biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng lúa và ngô của nước ta giai đoạn 2000-2015. Lúc này các em cần phải nhận diện được đó là loại biểu đồ nào thì phù hợp với bảng số liệu nào, và yêu cầu của đề bài là gì để chúng ta có thể lựa chọn loại biểu đồ. Với bốn loại biểu đồ ở đây, đó là biểu đồ tròn, biểu đồ cột, biểu đồ kết hợp và biểu đồ đường. Lúc này thì dựa vào cái phần nhận diện biểu đồ, chúng ta có thể loại trừ được ngay đó là đáp án C, biểu đồ kết hợp. Vì sao lại như vậy? Bởi vì trong bảng số liệu này chỉ có một đơn vị duy nhất là đơn vị 1000 tấn. Trong khi đó biểu đồ kết hợp cột và đường thì phải có hai trục tung với hai đơn vị, và chúng ta loại trừ đi đáp án C. Thứ hai là chúng ta loại tròn đi đáp án A, bởi vì biểu đồ tròn thì thể hiện cơ cấu, mà cơ cấu thì phải được thể hiện bằng đơn vị là phần trăm. Như vậy thì đáp án A cũng chính xác. Đáp án D là biểu đồ đường. Biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng, nhưng ở đây người ta lại hỏi là thể hiện sản lượng lúa và ngô. Như vậy thì biểu đồ đường cũng không chính xác. Và như vậy thì đáp án chính xác nhất trên câu hỏi này phải là biểu đồ cột, bởi vì biểu đồ cột thường thể hiện tình hình phát triển thực tế của một cái đối tượng địa lý, mà thường là các đối tượng kinh tế xã hội. Đúng nào? Câu 55 nào, cho biểu đồ. Chúng ta lúc này có hai biểu đồ tròn, và người ta lại hỏi là biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây. Thế là chúng ta nhớ là biểu đồ tròn thì thường được tính từ cái mũi tên 12 giờ, cái tia 12 giờ theo chiều kim đồng hồ, và phù hợp với chu giải của nó có thể là nằm từ trên xuống dưới hoặc nằm từ trái sang phải. Thì như vậy chúng ta có biểu đồ của Liên bang Nga và biểu đồ của Nhật Bản. Ở đây có ba cái chu giải, đó là nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Các em có thể thấy là nếu như theo biểu đồ này thì mình có thể thấy là tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp của Liên bang Nga là 5%, của Nhật Bản là 1% này, công nghiệp xây dựng tương ứng của Nga là 33%, còn của Nhật Bản là 28%, và dịch vụ của Nga là 62%, còn của Nhật Bản là 71%. Nhưng người ta không hỏi đến những cái nội dung ở bên trong này, mà người ta chỉ hỏi là biểu đồ này thể hiện nội dung gì. Thì như vậy mình thấy là biểu đồ tròn phải thể hiện được cơ cấu. Thứ hai nữa, mình chú ý đến đơn vị của nó, đó là nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Thì như vậy đây là cơ cấu ngành. Và lúc này chúng ta có thể lựa chọn được trong bốn đáp án: A, tổng sản phẩm trong nước GDP của Liên bang Nga và Nhật Bản này; B, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Liên bang Nga và Nhật Bản; C, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Liên bang Nga và Nhật Bản; D, là cơ cấu kinh tế theo ngành của Liên bang Nga và Nhật Bản. Trong bốn đáp án này thì đáp án chính xác nhất sẽ là đáp án D, đúng nào? Cơ cấu kinh tế theo ngành của Liên bang Nga và Nhật Bản. Đáp án B không chính xác, bởi vì sự chuyển dịch cơ cấu, sự chuyển dịch thì thường là chúng ta phải sử dụng biểu đồ miền. Đáp án C, tốc độ tăng trưởng, thì chúng ta thường sử dụng là biểu đồ đường. Còn ở đây nó là nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp xây dựng và dịch vụ, như vậy nó là ngành chứ nó không phải là tổng sản phẩm trong nước. Thì đáp án A không chính xác, và chúng ta sẽ có đáp án của câu 55 là đáp án D. Câu 56 là một câu hỏi liên quan đến Atlas Việt Nam, đó là căn cứ vào Atlas Việt Nam trang 14, hãy cho biết nhận định nào sau đây đúng nhất về đặc điểm địa hình của vùng núi Trường Sơn Nam. Lúc này thì các em cần phải mở Atlas trang 14, trang miền tự nhiên, và lúc này chúng ta có là miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Nào, với bốn đáp án là A là gồm các khối núi và cao nguyên, B là gồm các cánh cung song song với nhau, C là gồm các dãy núi theo hướng Tây Bắc Đông Nam, và D là địa hình cao nhất cả nước. Lúc này thì dựa vào Atlas trang 14 và trang 13 bên cạnh, chúng ta có thể loại trừ ngay đi đáp án D. Địa hình cao nhất cả nước phải là của vùng Tây Bắc, đúng nào, với cái dãy Hoàng Liên Sơn cao và đồ sộ nhất cả nước. Và lúc này chúng ta thấy là ở trong trang 14 thì có thể hiện rất là nhiều cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Đắk Lắk, Lâm Viên, Di Linh, Mơ Nông. Nên là đáp án chính xác nhất của câu 56 này sẽ là đáp án A, dãy núi Trường Sơn Nam thì vùng núi Trường Sơn Nam thì bao gồm các khối núi và các
cao nguyên, đúng không nào? À, các cánh cung song song với nhau là không chính xác. À, các dãy núi theo hướng Tây Bắc Đông Nam thì thường có ở vùng Tây Bắc và vùng Trường Sơn Bắc. Ở vùng Trường Sơn Bắc là các cái dãy núi nằm song song và so le nhau theo hướng Tây Bắc Đông Nam và chuyển dần sang Tây Đông, đúng không nào? Thì chúng ta có câu 56 sẽ lựa chọn là đáp án A, gồm các khối núi và cao nguyên. Câu 57 ở đây chúng ta có là nhận xét nào dưới đây không phải là vai trò của sản xuất công nghiệp. Lúc này các em cần phải nắm được vai trò của sản xuất công nghiệp, đúng không nào? Và đây là một câu hỏi nằm trong phần kiến thức địa lý đại cương, đại cương về các ngành kinh tế. Và ngành đây là ngành công nghiệp. Lúc này chúng ta sẽ được học về vai trò, về điều kiện phát triển, về đặc điểm và các cái ngành công nghiệp chính trên thế giới, đúng không nào? Và nếu như theo đúng cái vai trò sản xuất công nghiệp thì lúc này đáp án không chính xác ở câu 57 sẽ là đáp án C, cung cấp các loại nông sản cho đời sống con người. Cung cấp nông sản là vai trò của ngành nông nghiệp chứ không phải là vai trò của ngành công nghiệp. Câu 58 chúng ta có là căn cứ vào Atlas đến Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có nhiệt độ trung bình các tháng luôn trên 24 độ C. A là Hà Nội, B là Đà Nẵng, C là Sapa và D là Thành phố Hồ Chí Minh. Thế lúc này các em có thể nhìn vào cái đường màu đỏ, đường biểu diễn nhiệt độ ở các biểu đồ khí hậu thuộc các cái địa điểm này. Và mình thấy là trong bốn địa điểm này thì có Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía nam của đất nước, đúng không nào? Trong ba địa điểm này xếp theo vĩ độ thì chúng ta có vĩ độ cao nhất đó là Sapa này, sau đó đến Hà Nội, đến Đà Nẵng và đến Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía nam của đất nước, như vậy thì sẽ có cái nền nhiệt độ cao quanh năm và chúng ta có thể lựa chọn được trong câu 58 là đáp án D. Câu 59 à, đặc điểm nào sau đây không đúng với chế độ nhiệt của nước ta? A là trong mùa hạ nhiệt độ nhìn chung đồng đều trên toàn lãnh thổ trừ vùng núi cao. B là các khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc có biên độ nhiệt năm cao. C là nhiệt độ trung bình năm trên cả nước đều lớn hơn 20 độ C trừ các vùng núi cao. D là nhiệt độ trung bình năm tăng dần và biên độ nhiệt giảm dần theo chiều nam bắc. Lúc này chúng ta có đáp án C rất là chính xác. Đáp án C chính xác bởi vì Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới, nằm trong vùng nội trì tuyến, như vậy quanh năm nhiệt độ trung bình năm sẽ phải cao trên 20 độ C này. Đáp án B là các khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc có biên độ nhiệt năm cao, như vậy là chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy thì mùa hạ sẽ nóng còn mùa đông sẽ lạnh, và biên độ nhiệt tức là khoảng chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất với nhiệt độ thấp nhất, thì như vậy những nơi nào có gió mùa đông bắc những nơi đó sẽ có biên độ nhiệt cao. Đáp án A là trong mùa hạ nhiệt độ nhìn chung đồng đều trên toàn lãnh thổ. Lúc này các em có thể mở Atlas trang số 9 ra, biểu đồ nhiệt độ, và nhìn vào nhiệt độ trung bình tháng 7 thì thấy là trừ vùng núi cao, do cái đặc điểm của địa hình mát mẻ ra thì tất cả những nơi của Việt Nam đều có cái nhiệt độ khá là đồng đều, và đó là những cái vùng có nhiệt độ cao, đúng không nào? Câu 60 là vai trò của đồng Hồ Chí Minh trong sự phát triển kinh tế của cả nước. A là thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của giải đất phía Tây của Tổ quốc. B là thay thế quốc lộ 1 đã lạc hậu xuống cấp và nhiều tai nạn giao thông. C là tăng cường giao lưu với các nước trong khu vực. D là giảm bớt sự chênh lệch trình độ phát triển giữa miền núi và đồng bằng. Lúc này chúng ta có một cái nội dung nằm trong bài giao thông vận tải, đúng là phần ngành kinh tế trong chỉ lớp 12, và chúng ta có thể trả lời được ở câu này, đó là vai trò của đường Hồ Chí Minh đó là thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội giải đất phía Tây của Tổ quốc. Vì đường Hồ Chí Minh và đường quốc lộ 1A nằm song song với nhau. Đường quốc lộ 1A thì nằm chạy dọc theo ven biển của Việt Nam, còn đường Hồ Chí Minh thì chạy theo bắt đầu từ Xuân Mai của Hà Nội, là thị trấn Xuân Mai của Hà Nội, chạy dọc theo phía Tây của các tỉnh Bắc Trung Bộ. Thì như vậy nó có cái vai trò là thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của giải đất phía Tây Tổ quốc. Chúng ta cùng tiếp đến câu 61. Mục đích của việc mở rộng đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động nhằm. Thì như vậy đọc cái câu hỏi lên chúng ta thấy đây là nằm trong bài lao động và việc làm trong cái chương trình địa lý lớp 12 của chúng ta, đúng không nào? Và người ta đang hỏi là mục đích của mở rộng đa dạng các loại hình đào tạo, thì em thấy là đây là một cái đơn vị kiến thức nằm ở trong phần phương hướng để mà giải quyết vấn đề lao động việc làm, đúng không nào? A là đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lao động. B là lao động dễ dàng tự tạo ra công việc cho mình và tham gia vào các đơn vị sản xuất. C là nâng cao năng suất lao động, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất của ngành nghề. D là dễ dàng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tăng nguồn thu cho tổng thu nhập quốc dân. Thì theo những cái gì chúng ta được học trong chỉ lớp 12 bài lao động việc làm, đúng không nào? Mục đích của mở rộng đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, đó là nhằm cho giúp cho lao động dễ dàng tự tạo ra công việc cho mình và tham gia vào các đơn vị sản xuất khác. Bởi vì khi lao động có cái trình độ thì họ có thể
là tham gia được vào nhiều ngành kinh tế khác nhau và họ sẽ tự tìm kiếm đến cái cơ hội việc làm cho chính mình, đúng không nào? Thế nên câu hỏi với cái mức độ nhận biết thôi nằm ở trong bài lao động việc làm, chúng ta có thể mở lại phần đó là phương hướng giải quyết vấn đề việc làm của nước ta. Câu 62 chúng ta có ở đây đó là nguyên nhân chủ yếu làm cho công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm nước ta phân bố rộng khắp cả nước. A là nguyên liệu chủ yếu của ngành là sản phẩm từ nông nghiệp và thủy sản, khó bảo quản, vận chuyển xa, tốn kém. B là ngành gắn bó chặt chẽ với các vùng chuyên môn hóa về lương thực thực phẩm. C là nền nông nghiệp nhiệt đới nên nước ta có nguồn nguyên liệu tại chỗ đa dạng phong phú khắp các vùng lãnh thổ, thị trường tiêu thụ rộng khắp. D là thị trường tiêu thụ trong nước và thế giới ngày càng mở rộng, có nhu cầu lớn về sản phẩm công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm. Người ta đang hỏi đấy là tại chúng ta có thể hiểu cái câu hỏi này đó là tại sao công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm nước ta lại phân bố rộng khắp cả nước, thì chúng ta lại phải lật ngược lại vấn đề đó là công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm cần cái gì. Thứ nhất, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm phải cần nguồn nguyên liệu, đúng nào, từ ngành nông nghiệp, từ ngành thủy sản. Thứ hai nữa là ngành này là ngành phục vụ cho đời sống của con người, như vậy thì nó phải có cái thị trường tiêu thụ rộng lớn. Thêm vào nữa là ngành này sử dụng nhiều lao động. Thì chúng ta cùng xem là đáp án nào đó là chính xác nhất. Thì ở đây chúng ta có đó là đáp án C, nền nông nghiệp nhiệt đới nên nước ta có nguyên liệu tại chỗ đa dạng phong phú khắp các vùng lãnh thổ và thị trường tiêu thụ rộng lớn. Nó rất là phù hợp với cái đặc điểm của ngành này. Và đặc điểm ngành này thì chúng ta sẽ được học trong chương trình địa lý đại cương, địa lý lớp 10, đúng không nào? Chúng ta sẽ được học về ngành công nghiệp chế biến có những cái đặc điểm gì để mà phù hợp với Việt Nam, chúng ta là một cái nước đang phát triển, đúng không nào? Chương trình chúng ta có là Việt Nam có cái nền nông nghiệp nhiệt đới và đặc trưng nông nghiệp nhiệt đới là cái sản phẩm nông nghiệp ấy, rất là đa dạng. Thêm vào nữa với hơn 90 triệu dân thì Việt Nam có cái thị trường tiêu thụ tại chỗ cực kỳ rộng lớn và rất là phù hợp với sự phát triển của ngành chế biến lương thực thực phẩm. Chúng ta cùng tiếp tục với câu hỏi 63. Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta hiện nay là A là thị trường nhiều biến động, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu. B là mạng lưới các cơ sở chế biến còn chưa phát triển rộng khắp. C là nhiều thiên tai, thời tiết diễn biến thất thường, dịch bệnh dễ phát sinh. Và D là lao động đông nhưng chỉ lao động chưa đáp ứng yêu cầu. Thì ở đây chúng ta có cả bốn đáp án này đều là những cái khó khăn trong ngành sản xuất cây công nghiệp của nước ta. Nhưng người ta hỏi là khó khăn nào là khó khăn lớn nhất. Và chúng ta có cái giai đoạn đấy là giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên chúng ta là hiện nay thì kinh tế phát triển theo xu hướng là kinh tế thị trường. Các cái sản phẩm đều phụ thuộc vào yêu cầu của thị trường. Và sản phẩm cây công nghiệp của Việt Nam thì lại chưa đáp ứng được yêu cầu của những thị trường khó tính. Hay là cái khác là thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp thì còn chưa là ổn định. Như vậy thì khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp nước ta sẽ là đáp án A, thị trường tiêu thụ nhiều biến động và sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu. Câu 64, đặc điểm về trình độ thâm canh trong sản xuất nông nghiệp của Trung Du và miền núi Bắc Bộ không phải là, chúng ta chú ý đây là phủ định, không phải. A là trình độ thâm canh thấp, sử dụng ít máy móc vật tư nông nghiệp. Như vậy đáp án A là đáp án chính xác này. Đáp án C là sản xuất theo kiểu quảng canh, đầu tư ít lao động và vật tư nông nghiệp. Đáp án C cũng chính xác này. Đáp án D là ở vùng Trung Du trình độ thâm canh đang được nâng cao. Đáp án này cũng chính xác. Chỉ trừ vùng miền núi và những cái tỉnh Trung Du như là Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang thì cái trình độ thâm canh đã được nâng lên rất là nhiều rồi. Thì như vậy đáp án không chính xác với trình độ thâm canh trong sản xuất nông nghiệp của Trung Du và Bắc Bộ sẽ là đáp án B, áp dụng các giống mới, cao sản và công nghệ tiến bộ. Đây đều là những đặc trưng của các cái vùng đồng bằng, trong đó có đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ, đúng nào? Và đáp án A, C, D sẽ phù hợp với trình độ thâm canh trong sản xuất của vùng Trung Du miền Bắc Bộ. Như vậy 64 chúng ta sẽ chọn đáp án B. 65 là nhận xét nào dưới đây đúng về sự thay đổi nhiệt độ trên trái đất? Chúng ta lại có một câu hỏi thuộc chương trình lớp 10 kiến thức đại cương về trái đất. A là góc chiếu sáng trên sáng mặt trời càng nhỏ thì lượng nhiệt nhận được càng lớn. B là vĩ độ càng cao bên nhiệt năm càng nhỏ. C là càng xuống vĩ độ thấp góc nhập xạ càng giảm dần. Và D là nhiệt độ trung bình năm có xu hướng giảm dần từ xích đạo về hai cực. Chúng ta chú ý đây là người ta hỏi là đáp án nào đúng, như vậy thì chúng ta phải tìm ra được ba đáp án sai trong câu hỏi này. Đáp án A là góc chiếu sáng trên sáng mặt trời càng nhỏ thì lượng nhiệt nhận được phải càng nhỏ. Nào, góc chiếu sáng nhỏ thì bề mặt trái đất sẽ nhận được ít bức xạ mặt trời. Đáp án A không chính xác. Đáp án B là vĩ độ càng cao biên độ nhiệt năm càng nhỏ. Vĩ độ càng cao thì biên độ nhiệt năm sẽ càng lớn. Do cái sự chênh lệch về thời gian chiếu sáng, về góc chiếu sáng, về lượng bức xạ nhận được càng lên vĩ độ cao càng lớn, thì như vậy là
càng lấy vĩ độ cao, cái biên độ nhiệt năm sẽ phải càng lớn chứ không phải là nhỏ. Đáp án C là càng xuống vĩ độ thấp, góc nhập xạ càng giảm dần. Câu này cũng không chính xác. Càng xuống vĩ độ thấp thì góc chiếu sáng phải càng lớn dần. Và đáp án chính xác nhất trong câu hỏi này là đáp án D, nhiệt độ trung bình năm có xu hướng giảm dần từ xích đạo về hai cực. Từ xích đạo đến chí tuyến thì nhiệt độ trung bình năm có xu hướng là tăng lên, và từ chí tuyến về hai cực thì nhiệt độ trung bình năm sẽ giảm dần đều. Đây là một cái đơn vị kiến thức nằm trong cái phần khí quyển. Chúng ta gọi là đây là nội dung trong phần khí quyển về sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất. Chúng ta có câu 66 là vùng đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng nuôi trồng thủy sản lớn hơn đồng bằng sông Hồng, do nguyên nhân chính là A là kỹ thuật nuôi trồng tốt hơn, B là nhân dân có nhiều kinh nghiệm hơn, C là được nhà nước quan tâm đầu tư nhiều hơn, và D là diện tích mặt nước nuôi trồng lớn hơn. Thì chúng ta được học trong ngành thủy sản đó là gì nào? Trong cái ngành nuôi trồng thì nhất thiết là cần phải có cái diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, và đồng bằng sông Cửu Long lại là vùng chiếm đến 80% diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản của Việt Nam, trong đó có tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau là hai tỉnh có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất, 45% của cả nước. Thì như vậy cái sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn ở đồng bằng sông Cửu Long ấy, là do vùng này có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn. Và đáp án câu 66 sẽ là đáp án D. Câu 67 là tài nguyên thiên nhiên có giá trị hàng đầu với đồng bằng sông Hồng là A là nguồn nước, B khí hậu, C khoáng sản và D là đất. Và chúng ta sẽ khẳng định ngay đó là tài nguyên giá trị hàng đầu đồng bằng sông Hồng đó là tài nguyên đất, với chủ yếu là đất phù sa, đúng không nào, rất là thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Câu 68, căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 29, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng nhất ở Đông Nam Bộ. A là Biên Hòa, B Thủ Dầu Một, C Thành phố Hồ Chí Minh, D Vũng Tàu. Như vậy các em chỉ cần mở Atlas trang 29, đếm xem là ở trong các cái trung tâm này có bao nhiêu ngành, và trung tâm nào có ngành, có nhiều ngành nhất, thì trung tâm đó sẽ có cơ cấu ngành đa dạng nhất. Và đáp án chính xác trong câu 68 sẽ là đáp án C, Thành phố Hồ Chí Minh. Câu 69 cho một cái biểu đồ, đây là biểu đồ khí hậu của hoang mạc Sahara và hoang mạc Gobi. Sahara thì thuộc Bắc Phi, thuộc Châu Phi, còn Gobi là hoang mạc của Mông Cổ. Chúng ta sẽ có 4 cái nhận xét, và người hỏi là nhận xét nào sau đây đúng với các biểu đồ trên. Chúng ta có là A là hoang mạc Sahara có nhiệt độ trung bình năm cao hơn hoang mạc Gobi. Hôm nay chúng ta cần phải nhìn vào cái trục tung thể hiện nhiệt độ ở đây, thì nhiệt độ của Sahara nào. Chúng ta có là nhiệt độ thấp nhất của Sahara là khoảng độ 12 độ C. Nào, trong nghi Gobi thì nhiệt độ thấp nhất của Gobi nó rơi vào khoảng độ âm 20 độ C. Đáp án B là hoang mạc Sahara có biên độ nhiệt độ trung bình năm cao hơn hoang mạc Gobi. Biên độ nhiệt được tính là chúng ta sẽ đo cái nhiệt độ cao nhất và trừ cho nhiệt độ thấp nhất. Nào, thì nhiệt độ cao nhất của Sahara rơi khoảng độ 40 độ C, trong khi đó nhiệt độ thấp nhất khoảng độ 12 độ C. Như vậy chênh lệch sẽ là 28 độ C. Còn chúng ta xem của Gobi nào, nhiệt độ cao nhất khoảng độ 20 độ C và nhiệt độ thấp nhất sẽ là khoảng độ âm 20 độ C. Như vậy biên độ nhiệt của Gobi sẽ là khoảng độ 40 độ C. Thì như vậy đáp án B là hoang mạc Sahara có biên độ trung bình năm cao hơn Gobi là không chính xác. Chúng ta vừa nói là Sahara khoảng độ 28 độ C, còn Gobi là khoảng độ 40 độ C, đúng không nào? Đáp án C là hoang mạc Sahara mưa nhiều hơn hoang mạc Gobi. Lúc này chúng ta sẽ nhìn vào cái cột thể hiện lượng mưa để thấy là rõ ràng bằng trực quan mắt thường thôi có thể là Sahara có cái lượng mưa thấp hơn hẳn là Gobi rồi, đúng không nào? Đây là hoang mạc Sahara có nhiệt độ trung bình năm thấp hơn hoang mạc Gobi. Nhiệt độ trung bình năm chính là cái đường chúng ta có nhiệt độ trung bình năm. Chúng ta nhìn vào cái đường màu hồng này thể hiện nhiệt độ nào. Thì như vậy là thấy là nhiệt độ trung bình năm của Sahara sẽ cao hơn là của Gobi. Và như vậy thì đáp án đúng với biểu đồ này sẽ là đáp án A, Sahara có nhiệt độ trung bình năm cao hơn là Gobi. Đúng là chúng ta nhìn vào cái đường màu hồng này và so nó với cái trục tung thể hiện nhiệt độ. Câu 70 chúng ta có đây là Nhật Bản thường xuyên chịu ảnh hưởng của động đất và núi lửa. Đây là một cái đơn vị kiến thức nằm trong bài Nhật Bản thuộc chương trình đến lớp 11. Chúng ta có 4 đáp án nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương. B là địa hình chủ yếu là đồi núi. C là quốc gia quần đảo và 4 đảo chính. Và D là nằm trong khu vực khí hậu gió mùa. Lúc này chúng ta có thể trả lời đó là Nhật Bản đúng là quốc gia quần đảo thật. Thế nhưng mà cái hiện tượng động đất và núi lửa của Nhật Bản xảy ra đó là do Nhật Bản nằm trên ranh giới của hai mảng kiến tạo. Đó là mảng Thái Bình Dương và mảng Á Âu. Khi này thì mảng Thái Bình Dương có xu hướng là xô hút cái mảng Á Âu, và mảng Thái Bình Dương là mảng đại dương nên nặng hơn sẽ bị chìm xuống dưới, trong khi mảng Á Âu nhẹ hơn sẽ nổi lên trên. Và đó là nguyên nhân hình thành lên
quần đảo Nhật Bản, và chúng ta có là cái ranh giới va chạm giữa bảng Thái Bình Dương và bảng Á Âu, đó được gọi là vành đai lửa Thái Bình Dương. Và Nhật Bản nằm trên vành đai này nên Nhật Bản thường xuyên có hiện tượng động đất và núi lửa. Câu 70 chúng ta chọn ở đáp án A. Câu 71 ở đây chúng ta có là căn cứ vào Atlas Điện Biên Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỷ trọng cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản năm 2000 và năm 2007. Lúc này các em có thể mở Atlas trang 18 ra và chúng ta có nhìn vào bản đồ ở góc đông bắc của trang 18 thể hiện cái tỷ trọng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của Việt Nam, và chúng ta sẽ thấy là tỷ trọng của nông nghiệp giảm, lâm nghiệp cũng giảm và duy nhất chỉ có thủy sản là tăng. Như vậy câu 71 chúng ta có thể lựa chọn được đáp án A. Câu 72 là cà phê, cao su, hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Á là do A là thị trường tiêu thụ sản phẩm luôn ổn định, B là truyền thống trồng cây công nghiệp từ lâu đời, C là quỹ đất dành cho phát triển các cây công nghiệp này lớn, và D là có khí hậu nóng ẩm, đất ba gian màu mỡ. Thì lúc này chúng ta thấy là cà phê, cao su, hồ tiêu đều là những loại cây của vùng nhiệt đới, đúng không nào? Chúng là những cái cây phát sinh từ các cái khu vực nhiệt đới. Như vậy thì cái điều kiện để trồng được những loại cây cà phê, cao su, hồ tiêu phải là có khí hậu nhiệt đới. Thêm vào nữa, khi học trong chương trình địa lý 10 chúng ta đã học là sinh thái các loại cây trồng, và lúc này chúng ta học vào cây cà phê, cây cao su, cây hồ tiêu thích hợp với những loại đất như nào, thì chúng rất là phù hợp với đất ba gian. Như vậy thì phải có khí hậu nóng ẩm và có đất ba gian thì chúng ta mới có thể trồng được cà phê, cao su và hồ tiêu, đúng không nào? Thì như vậy đáp án chính xác nhất của câu 72 sẽ là đáp án D, có khí hậu nóng ẩm và đất ba gian màu mỡ. Câu 73 chúng ta có đây là nguyên nhân quan trọng nhất để đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh tập đoàn cây vụ đông là A là nhu cầu tiêu thụ lớn, B là đất phù sa màu mỡ, C là nhân dân có kinh nghiệm sản xuất, và D là khí hậu có mùa đông lạnh. Chúng ta chú ý đây là nguyên nhân quan trọng nhất, chúng ta chú ý vào cái chữ nhất nhá. Đồng bằng sông Hồng phát triển tập đoàn cây vụ đông. Cây vụ đông phải là những loại cây ưa thời tiết lạnh. Thì như vậy nguyên nhân quan trọng nhất trong 4 nguyên nhân ở đây: nhu cầu tiêu thụ này, đất phù sa màu mỡ này, nhân dân kinh nghiệm sản xuất này, khí hậu mùa đông lạnh này, thì sẽ là đáp án D. Vì đồng bằng sông Hồng có một mùa đông lạnh nên có khả năng phát triển tập đoàn các loại cây vụ đông. Chúng ta có bắp cải, su hào, khoai tây, đúng không nào? Đều là những loại cây được trồng vào mùa đông ở đồng bằng sông Hồng. Câu 74, mùa đông ở Bắc Bán Cầu là khoảng thời gian từ ngày nào đến ngày nào? Chúng ta có A là 21 tháng 3 đến 22 tháng 6, B là 22 tháng 6 đến 23 tháng 9, C là 22 tháng 12 đến 21 tháng 3, và D là 23 tháng 9 đến 22 tháng 12. Đây là một đơn vị kiến thức nằm trong phần địa lý lớp 10 đại cương về trái đất. Chúng ta có đây là nằm trong phần hiện tượng mùa trong hệ quả chuyển động tĩnh tiến xung quanh mặt trời của trái đất. Và theo đúng những cái gì chúng ta được học thì chúng ta sẽ lựa chọn được đáp án ở câu hỏi này. Đó là mùa đông ở Bắc Bán Cầu sẽ bắt đầu từ khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 12 đến 21 tháng 3, đúng không nào? 21 tháng 3, 22 tháng 6 sẽ là mùa xuân này, 22 tháng 6, 23 tháng 9 là mùa hạ, 23 tháng 9 đến 22 tháng 12 là mùa thu, và 22 tháng 12, 21 tháng 3 sẽ là mùa đông, đúng không nào? Câu 74 chúng ta chọn đáp án C. Câu 75 là nguyên nhân chính làm cho quy mô dân số Nhật Bản hiện nay đang có xu hướng giảm là do, một câu hỏi thuộc địa lý lớp 11 bài Nhật Bản. 4 đáp án đó là tỷ suất sinh thô thấp, B là tỷ suất tử thô cao, C là tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên âm, và D là tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp. Lúc này chúng ta sẽ có sự liên hệ giữa kiến thức địa lý 10 với địa lý 11. Chúng ta nói là gì nào? Động lực của gia tăng dân số là gia tăng tự nhiên. Gia tăng tự nhiên là gì? Gia tăng tự nhiên là hiệu số giữa tỷ suất sinh thô và tỷ suất tử thô. Như vậy thì phải là sinh thô lớn và tử thô, sinh thô phải lớn hơn tử thô thì gia tăng dân số, thì gia tăng tự nhiên mới là dương, và từ đó thì dân số mới làm sao nào tăng lên được, đúng không nào? Thì như vậy chúng ta có thể giải thích là do là cái tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên của Nhật Bản ấy nó âm, và vì là nó âm nên là quy mô dân số Nhật Bản thì đang có xu hướng giảm dần qua các năm. Thầy có thể giải thích luôn cho các em một chút là tỷ suất sinh thô là gì? Tỷ suất sinh thô là tổng số trẻ em sinh ra trong năm, đúng không nào? Tổng số trẻ em sinh ra trên tổng số dân trong năm. Còn tử thô đó là cái tỷ suất của tổng số người chết đi trong năm so với tổng số dân trong cùng một thời điểm. Thì chúng ta có là gia tăng tự nhiên sẽ bằng sinh thô trừ đi tử thô. Thì như vậy là
có thể là sinh thô Nhật Bản thấp nhưng biết đâu là tử thô thấp hơn thì gia tăng trưởng vẫn 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 dương thì làm sao, đúng không nào? Thì như vậy chính xác nhất là câu hỏi này, quy mô dân Nhật Bản giảm phải là do tỷ suất gia tăng trưởng tự nhiên âm, và vì âm tức là số người sinh ra không đủ bù đắp lại so với số người chết đi thì quy mô dân số nước Nhật sẽ giảm. Câu 76 chúng ta có một cái bảng số liệu, đó là bảng tổng kim ngạch và kim ngạch xuất khẩu nước ta giai đoạn 2000-2014. Người ta hỏi là từ bảng số liệu trên cho biết kim ngạch nhập khẩu của nước ta năm 2014 là bao nhiêu. Lúc này chúng ta sẽ phải tính toán một chút. Chúng ta được học là gì nào? Xuất khẩu cộng nhập khẩu thì bằng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Và bây giờ người ta hỏi là nhập khẩu là bao nhiêu, chúng ta chỉ việc lấy là gì nào? Lấy cái tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trừ đi giá trị xuất khẩu. Và năm người ta hỏi đây là năm 2014, như vậy các em sẽ lấy con số là gì nào? 298.066,2 triệu đô trừ đi 150.217,1 triệu đô. Và đáp án trong câu hỏi này sẽ là đáp án C, 147.849,1 triệu đô. Câu 77 chúng ta có đây là vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với dân số Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay là A là sự mất cân bằng trong cơ cấu giới tính, B là quy mô dân số đông chiếm tới gần 20% dân số toàn cầu, C là phân bố dân cư không đồng đều, và D là tỷ suất gia tăng tự nhiên giảm chỉ còn 0,6%. Chúng ta thấy là gì nào? Trung Quốc là quốc gia có quy mô dân số đông nhất thế giới, 1,36 tỷ dân năm 2014, nào, chiếm tới 18% dân số toàn cầu. Thế nhưng mà vấn đề được quan tâm hàng đầu với Trung Quốc lúc này lại là sự mất cân bằng trong cơ cấu giới tính. Vì sao lại như vậy? Bởi vì để mà giảm nhanh cái tốc độ gia tăng dân số ấy, thì Trung Quốc đã thi hành chính sách dân số một con. Chính sách dân số một con thi hành này đã làm chuyện gì xảy ra nào? Đó là Trung Quốc có cái tư tưởng đó là mỗi gia đình thì cần có con trai, đúng không? Cũng giống như Việt Nam chúng ta đã từng có cái tư tưởng đó là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, chúng ta có là chỉ cần có một bé trai thôi thì còn hơn là 10 bé gái. Như vậy thì Trung Quốc cũng tương tự như vậy, và nó làm cho là các cái hộ gia đình ở Trung Quốc ấy có xu hướng là sinh bé trai, mong muốn sinh bé trai hơn là bé gái. Từ đó dẫn đến cái cơ cấu dân số Trung Quốc rất là lệch, số lượng nam, số nam trong tổng số dân nhiều hơn rất là nhiều so với số nữ. Và hiện nay ở Trung Quốc thì cái sự mất cân bằng giới tính nó diễn ra rất là nghiêm trọng, đúng không nào? Đáp án C là phân bố dân cư không đều. Và phân bố dân cư không đều các em có thể hiểu là đặc điểm cố hữu của dân số. Dân số chắc chắn sẽ phân bố không đều. Những nơi nào có điều kiện thuận lợi thì người ta sẽ kéo đến đấy để sinh sống, đúng không nào? Như vậy C không chính xác. Tỷ suất gia tăng tự nhiên giảm chỉ còn 0,6%. Như vậy là rất là phù hợp với cái mục tiêu đề ra của Trung Quốc, đó là giảm cái tốc độ gia tăng dân số, từ đó là hạn chế cái tốc độ gia tăng và cái quy mô dân số lại, đúng không nào? Thì như vậy vấn đề được quan tâm hàng đầu với Trung Quốc, với dân số Trung Quốc trong giai đoạn này đó là sự mất cân bằng trong cơ cấu giới tính, mà nguyên nhân đó là do Trung Quốc thi hành chính sách dân số một con, và cái tư tưởng của Trung Quốc đó là vẫn còn cái tư tưởng là trọng nam khinh nữ một chút thì sẽ là sinh nhiều bé trai hơn là bé gái. Chúng ta có câu 77 lựa chọn ở đáp án A. Câu 78 đó là đặc điểm nào sau đây không đúng với nền nông nghiệp hàng hóa? A là người dân quan tâm nhiều tới thị trường tiêu thụ sản phẩm, B là mỗi cơ sở sản xuất, mỗi địa phương sản xuất ra nhiều loại sản phẩm, C là mục đích là tạo ra nhiều lợi nhuận, và D là đẩy mạnh thâm canh chuyên môn hóa, sử dụng ngày càng nhiều máy móc. Chúng ta đang có là người ta hỏi là không đúng với nông nghiệp hàng hóa, thì chúng ta được học là gì nào? Nông nghiệp hàng hóa, người dân sẽ quan tâm tới thị trường tiêu thụ, và cái mục đích của họ đó là tìm kiếm ra lợi nhuận. Và để có lợi nhuận thì họ phải đầu tư sản xuất thâm canh trên quy mô lớn, sử dụng rất là nhiều máy móc và vật tư trong nông nghiệp, đúng không nào? Như vậy thì đáp án không chính xác sẽ hỏi này sẽ là đáp án B. Mỗi cơ sở sản xuất, mỗi địa phương sản xuất ra nhiều loại sản phẩm, sản xuất nhiều loại sản phẩm, hay chúng ta hay gọi là đa canh ấy, đó là đặc trưng của nông nghiệp cổ truyền, đúng không nào? Mỗi hộ gia đình, mỗi đơn vị sản xuất thì thường là sản xuất ra nhiều loại sản phẩm, mục đích là để tự cấp, tự túc, tự cung cấp lương thực và thực phẩm cho chính gia đình của mình, đúng không nào? Như vậy thì đáp án của câu 78 sẽ là đáp án B. Câu 79 chúng ta có đây là căn cứ vào Atlas Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực trên 90%. A là Nghệ An, B Thanh Hóa, C Hòa Bình, D là Thái Bình. Lúc này các em cần mở Atlas địa lý Việt Nam trang 19 ra và chúng ta tìm đến bản đồ lúa, và chúng ta sẽ nhìn vào nền màu, đúng không nào? Chúng ta có nền màu ở đây thì và chúng ta tìm đến 4 tỉnh này, và so với cái thang nền màu
để xem là mỗi tỉnh có cái diện tích trồng lúa là bao nhiêu, thì chúng ta có đáp án của câu 79 sẽ là đáp án D, tỉnh Thái Bình sẽ có cái diện tích trồng lúa so với trồng cây lương thực trên 90% của cả nước. Câu 80, một câu hỏi liên quan đến địa lý lớp 11 là bài Đông Nam Á. Đó là Đông Nam Á có vị trí địa chính trị rất quan trọng vì A là nền kinh tế phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. B là mật độ dân số cao, là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa nên có bản sắc văn hóa đa dạng. C là vị trí cầu nối ngã tư hàng hải và hàng không quốc tế, là nơi các đường các cường quốc thường cạnh tranh ảnh hưởng. Và D là có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng, nhiều loại có giá trị kinh tế cao. Chúng ta thấy là ở đây người ta đã hỏi một cái nội dung liên quan đến vị trí địa lý Đông Nam Á không nào. Vị trí địa chính trị rất quan trọng Đông Nam Á, đó là do Đông Nam Á nằm ở vị trí cầu nối, cầu nối từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương, cầu nối từ lục địa Á Âu xuống lục địa Australia. Và cái hoạt động hàng hải trên thế giới thì diễn ra rất là sôi động, bởi vì Đông Nam Á có biển Đông, đúng là chúng ta là buôn bán trao đổi hàng hóa từ Nhật Bản, từ Trung Quốc với khu vực Tây Nam Á thì phải đi qua biển Đông của Đông Nam Á. Như vậy thì Đông Nam Á có cái vị trí cầu nối rất là quan trọng trong hàng hải và hàng không quốc tế. Thêm vào nữa thì Đông Nam Á là nơi mà các cường quốc thường xuyên cạnh tranh ảnh hưởng. Thì như vậy đáp án chính xác nhất, Đông Nam Á có vị trí địa chính trị quan trọng, đó là đáp án C. Vì Đông Nam Á có vị trí cầu nối, có vị trí ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế, và các cường quốc thì thường xuyên cạnh tranh ảnh hưởng ở nơi đây. Nào, thì như vậy chúng ta đã cùng nhau đi giải đáp cho đề thi minh họa 2019 do thầy cùng với tuyển sinh 247 biên soạn. Hy vọng là các em đã có được cái nhìn khái quát về đề thi năm 2019 với những cái đơn vị kiến thức mới nằm trong chương trình lớp 10, chương trình địa lý lớp 10 đi đại cương, và cũng như là những cái nội dung mới, cái câu hỏi để các em có cái nhìn khái quát nhất về kỳ thi sắp tới. Chúc các em ôn tập thật là tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Xin chào các em.